Chào tất cả các nhà đầu tư của WeGo. Ở video trước tôi đã giới thiệu dự án WeGo là gì. Như tôi đã nói, nếu như bạn có dự định đầu tư cho năm 2020, đây là dự án tốt nhất cho năm 2020. Nếu ở video thứ nhất tôi đã giới thiệu dự án WeGo là gì, đây là một dự án vô cùng là tuyệt vời, một dự án có tầm nhìn mà khẳng định trí tuệ người Việt Nam của chúng ta, đúng không ạ? Một dự án mà đem rất là nhiều giá trị cho xã hội và khai thác được cái tài nguyên dư thừa của xã hội. Ok, vậy thì ở video này tôi đặt cái tiêu đề của video là hành trình triệu phú cùng WeGo, đúng không ạ? Hành trình triệu phú cùng WeGo. Vậy thì làm thế nào để kiếm được rất nhiều tiền với dự án này thì chúng ta đi vào các bước như sau. Đó. Bước thứ nhất, bạn muốn trở thành triệu phú cùng WeGo, bước thứ nhất bạn phải trở thành nhà đầu tư, tức là bạn đầu tư mua cổ phần của WeGo. Như chúng ta đã biết, WeGo đang bán cổ phần và huy động vốn theo mô hình crowdfunding để tạo ra một sản phẩm có giá trị, vô cùng giá trị cho xã hội. Nếu như bạn nào chưa nghe dự án WeGo thì WeGo là gì, mong bạn vui lòng là xem lại video. Vậy thì WeGo bán cổ phần chia làm 9 giai đoạn và mỗi một giai đoạn bán với số lượng cổ phần đi khác nhau. Ví dụ như ở giai đoạn 1 đây, WeGo bán ra 250 triệu cổ phần và với giá 0.002 đô, đúng không ạ? Tương tự như vậy, nhưng đến ở giai đoạn 6 thì sao ạ? WeGo bán có 150 triệu cổ phần thôi, nhưng với giá là 0.064, tức là gì? Giá đã được nhân lên gấp rất là nhiều lần, đúng không ạ? Và số tài sản của bạn đến lúc này cũng đã tăng lên rất là nhiều lần. Như vậy là gì? WeGo đang bán ra làm 9 giai đoạn và mỗi một giai đoạn thì với các giá khác nhau, bạn có thể xem vào cái bảng giá ở đây. Ok. Thứ hai, để trở thành triệu phú của WeGo, bạn phải đi. Sau khi trở thành nhà đầu tư thì bạn trở thành là tư vấn viên môi giới bán cổ phần của công ty, đúng không ạ? Vậy thì công ty áp dụng mô hình affiliate marketing đa tầng. Ở đây thực tế nó là 10 tầng đi, hay còn gọi là 10 cấp bậc lý theo sơ đồ mặt trời, được không ạ? Vậy mô hình crowdfunding bạn nhớ rõ này. WeGo áp dụng mô hình crowdfunding, tức là chi trả 10 tầng đại lý theo sơ đồ mặt trời. Ok, nó như thế nào? Ở đây, ví dụ WeGo rất là đơn giản, có 3 gói đầu tư. Bạn có thể lựa chọn, một là bạn có thể lựa chọn gói đầu tư trong khoảng từ 25 đến 99 đô thì bạn chỉ được hưởng đến đời thứ 5, tức là đại lý cấp 5. Nhưng nếu bạn đầu tư ở 100 đô đến 999 đô, tức là bạn được đi hưởng hoa hồng đến cấp đại lý cấp 8. Và tiếp theo nữa là bạn đầu tư từ 1.000 đô trở lên, đó là những nhà đầu tư chân thành ấy, thì bạn được hưởng gì ạ? Bạn được hưởng 10 cấp đại lý. Vậy thì tổng sơ đồ trả thưởng cho một phí môi giới này, WeGo trích ra 30% trả cho thì các bạn lan tỏa và bán cổ phần cho công ty. Các bạn xem chi tiết ở cái bảng mà tôi sẽ đặt phần mô tả dưới video này. Vậy thì khi đầu tư vào WeGo, nhà đầu tư có những quyền lợi sau. Thứ nhất là các bạn nhìn ở nhà đầu tư trên, nhà đầu tư đổ tiền vào công ty WeGo. Vậy thì đổ tiền vào đây thì các bạn nhận được gì ạ? Các bạn nhận được 4 cái quyền lợi. Quyền lợi thứ nhất là gì? Được sở hữu cổ phần. Đây các bạn nhìn, được sở hữu cổ phần của công ty WeGo. Quyền lợi thứ hai là có mã số tư vấn viên. Quyền lợi thứ ba là được hưởng cổ tức hàng năm. Và quyền lợi thứ tư là được hưởng 100% trên mỗi cuộc chạy sông 10 tầng. Đó, thì tôi sẽ giải thích cho từng phần như thế này một. Nào, chúng ta cùng hành động. Ở phần thứ nhất, tôi lấy ví dụ bạn đầu tư 500 đô, đúng không ạ? 500 đô thì bạn được sở hữu cổ phần của công ty WeGo. Ví dụ như là hôm nay bạn có 500 đô và công ty đang bán ở giai đoạn 1 với giá là 0.002 đô, thì tức là bạn đã mua được 250.000 cổ phần có tên là GO ở giai đoạn 1. Và kỳ vọng của công ty sau khi lên sàn với giá là 1 đô đến 10 đô, khi đó tự bạn sẽ có số tiền là từ 250.000 đô đến 2,5 triệu đô, đúng không ạ? Chỉ với 500 đô ngày hôm nay. Vậy thì số tiền đó nó tương ứng với 5,7 tỷ đến 57 tỷ, một con số thật là thì ấn tượng, chỉ với 500 đô, ok ạ? Thứ hai nữa là thì bạn có thể bán sớm khi công ty ra sàn nội bộ, ở vào giai đoạn gì 4, 5 hoặc 6 gì đó thì công ty sẽ có những thông báo và lộ trình chính xác cho các nhà đầu tư sau. Tiếp theo, khi có mã số thành viên đó thì ở đây tôi có một câu nói, nếu là tôi sẽ lựa chọn cách đầu tư thông minh này, được không ạ? Như các bạn đã biết, nếu như công ty WeGo áp dụng cho 3 gói, nếu như bạn đầu tư trong gói từ 25 đến 99 đô thì bạn hưởng đến tầng 5, đại lý cấp 5 đấy. Và tiếp theo từ 100 đô đến 999 đô bạn hưởng đến đại lý cấp 8, và như vậy là đến đại. Còn tiếp theo nữa là đi đại lý cấp 10. Tôi lấy ví dụ ở đây, bạn xây dựng ra một đại lý thì có 10 cấp. được không ạ? Bạn xây dựng ra đại lý cấp 10. Tôi lấy ví dụ ngày hôm nay, bạn mời ra 5 người bạn của bạn, hay là bạn giới thiệu cho 5 người bạn. 5 người nhá, trong toàn bộ những danh sách người bạn của bạn. Cùng đầu tư và song hành với bạn. Vậy thì họ làm giống bạn, mỗi người mời ra 5 người, đương nhiên đại lý cấp 2 bạn có 25 người. Và tương tự như vậy thì như tôi tính ở đây, nếu chúng ta sao chép như vậy thì chúng ta có gì, có 3.515.000 ở đại lý cấp 10. Giả sử ngày hôm nay
chúng ta vào cái gói trung bình là 500 đô đi, 500 đô nó tương ứng khoảng về 11 triệu 700 gì đó, ok. Vậy thì ở cấp 1 của bạn, ở cấp 1 của bạn này bạn có 5 người, họ đầu tư thì 500 đô, như vậy là gì, bạn lấy 500 đô nhân với 5 nhân 10%, bạn có 10% trực tiếp là 1 mà, thì bạn có 250 đô hoa hồng, đúng không ạ? Tương tự như vậy, ở đại lý cấp 2 bạn có 25 người đúng không ạ, bạn nhân với 5% theo sơ đồ trả thưởng mà, bạn nhân với 500 đô bạn có 625 đô hoa hồng. Ở đại lý cấp 3, những con người này bạn có cấm họ không làm đúng không ạ? Không phải, bạn cấm họ nhưng họ vẫn cứ làm, bởi vì họ thấy công ty có một giá trị rất là lớn cho xã hội. Vậy thì ở cấp 3 bạn có 125 người thì thu nhập của bạn lúc này đã lên đến 1.875 đô. Tương tự như vậy, đến đại lý cấp 8 chẳng hạn, bạn có 390.000 trong thành viên đúng không ạ, thì thu nhập của bạn đã lên 1,9 triệu đô, một con số thật là ấn tượng. Nhưng nếu như họ đầu tư trung bình là 1.000 đô thì sao, thì con số nó là cao hơn rất là nhiều. Vậy thì các bạn này, bạn sẽ xem chi tiết ở phần mô tả phía dưới video, ok ạ. Đó, đây là gì, tôi có một câu nói lại, nếu là tôi sẽ lựa chọn cách đầu tư thông minh này. Tôi chỉ giới thiệu cho 5 người bạn, 10 người bạn hay 15 người bạn biết đến dự án WeGo và giúp họ làm việc giống như mình. Ông ta hoàn toàn có thu nhập thụ động với mô hình trả thưởng Affiliate Marketing đa tầng, ở đây là 10 tầng, sâu 10 tầng và cắt đến 30%. Tiếp theo, vậy các bạn được hưởng cổ tức hàng quý hoặc hàng năm, có khi là hàng tháng. Ở đây, tôi lấy ví dụ, sau 3 năm công ty có 10 triệu thành viên trên cả nước và quốc tế. Vậy thì mỗi tháng công ty thu lợi nhuận trung bình bằng 5 đô trên mỗi xe, trên mỗi đầu xe đấy ạ, thành viên. Đây là con số rất là hữu hạn đúng không ạ? Vậy thì giả sử như công ty xây dựng được 10 triệu thành viên, tức công ty có thu nhập khoảng 50 triệu đô trên tháng. Vậy thì lúc này mỗi cổ phần sẽ nhận được là năm bạn lấy 50 triệu đô này, bạn chia cho cái số cổ phần phát ra là 4.916.666.000 cổ phần, thì đương nhiên là mỗi cổ phần lúc này sẽ nhận về 0.01 đô trên một tháng. Giả sử khi đó bạn nhận được là cổ tức thụ động mỗi tháng là bạn lấy 250.000 cổ phần, ngày hôm nay bạn mua, bạn bỏ 500 đô đấy, bạn được 250.000 cổ phần mà, bạn nhân với giá 0.01 bằng 2.542 đô trên tháng, tương đương với là bạn có thu nhập thụ động là 58,5 triệu trên tháng. Con số này nó có thể tăng hơn không ạ? Con số này có thể tăng hơn nếu như công ty làm hơn 50 triệu đô trên tháng, có khi công ty làm cả tỷ đô mỗi tháng thì sao, con số này lớn lên rất là nhiều, ok ạ. Đó là gì? Được hưởng cổ tức hàng quý hàng năm. Tiếp theo, công ty chiết khấu 10% trên mỗi cốc chạy. Ở phần này nếu như bạn nào chưa xem video 1 dự án WeGo là gì, các bạn xin mời các bạn xem lại video 1 để các bạn hiểu hơn về dự án WeGo. Bây giờ tôi nói ra, công ty chiết khấu 10% trên mỗi cốc chạy. Vậy thì trên 10% đó thì công ty thứ nhất là trích ra 30% trên tổng số doanh thu chiết khấu từ mỗi cốc chạy và chi trả 10 cấp đại lý, đúng không ạ? Khi sản phẩm đưa vào khai thác, bạn giúp công ty lan tỏa được một hệ thống lớn. Sau này toàn bộ hệ thống sẽ được dịch chuyển sang hệ thống Affiliate 10 tầng cho các ưu sử dụng app ứng dụng, và số tiền thụ động cho bạn đi cho bạn mỗi cốc xe, đúng không ạ? Tôi lấy ví dụ minh họa như sau. Giả sử ngày hôm nay bạn xây dựng ra một cái hệ thống đại lý của bạn lên đến 10 tầng, nó khoảng hơn 9 triệu thành viên, được chưa ạ? Tôi giả sử đến cấp 8 tôi là bạn xây dựng một hệ thống có 390.625 thành viên. Đây là những con số có phải do bạn mời ra không? Hoàn toàn không phải, đó là do hệ thống cộng lực mời ra, ok. Vậy thì công ty chiết khấu 10% trên mỗi cốc chạy trung bình mỗi tháng, tôi đang tính là mỗi tháng công ty thu về từ chiết khấu 10% là thì 50.000 trên một xe hay trên một user, được không ạ? Vậy thì công ty trích lại thì công ty trích lại 30% của cái 50.000 này, của 10% này, tức là 3% chia đều cho 10 tầng, đúng không ạ? Thì bạn đương nhiên là bạn được 3% của mỗi tầng, thì con số bạn thu nhập thụ động của bạn sẽ là như thế này. Cứ giả sử bạn xây dựng lên đại lý cấp 8 có 390.625 người, nhân với 50.000 và nhân với 3%, bạn có 585.937.500 đồng mỗi tháng. Nếu như bạn nào đó còn chưa hiểu, xin mời các bạn xem lại video 1 và liên hệ với người gì giới thiệu cho bạn dự án này để bạn có thu nhập cực kỳ lớn. Giả sử còn bạn làm được 10% số này thôi thì nó là gì? 58 triệu. Tiếp theo, vậy thì bạn có muốn một bí quyết mà sau 3 tháng sở hữu hàng triệu cổ phần GO và có hệ thống gì hàng trăm ngàn thành viên, thu nhập thụ động vài ngàn đô mỗi tháng không ạ? Vậy thì hãy là thành viên để được cầm tay chỉ việc các bạn nhé. Ngay bây giờ bạn hãy book máy, hãy liên hệ với người chia sẻ cho bạn cái thông tin này, dự án này để được hỗ trợ bạn nhé. Cảm ơn bạn đã nghe dự án. Chúc các bạn thành công. Hẹn các bạn ở video thứ 3, tôi sẽ chỉ cho bạn làm thế nào đó sau 3 tháng chúng ta xây dựng một hệ thống vận hành hoàn toàn là gì, tự động, giúp cho bạn sở hữu hàng triệu cổ phần. Nếu như mà 1 triệu cổ phần GO sau này lên 1 đô thôi, bạn có 1 triệu đô. 1 triệu đô ngày hôm nay là 23 tỷ. Nhưng để sở hữu 1 triệu cổ phần thì hoàn toàn là gì? Đấy, bạn thấy không? Bỏ ra khoảng 500 đô, hơn 10 triệu bạn đã sở hữu 250.000 cổ phiếu rồi. Vậy thì làm thế nào sở hữu 1 triệu cổ phiếu của GO?
mà sau này có khả năng lên đến 1 đô, 10 đô hoặc 50 đô thì mạng số tiền mạng tính. Muốn tìm hiểu chi tiết hơn về dự án hãy liên hệ với người chia sẻ cho bạn thông tin này. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn thành công.